Xin chúc mừng doanh nhân Nguyễn Thùy Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn và Đào tạo Quản trị Tinh thần Process. Với những công hiến của mình, chị đã vinh dự được nhận danh hiệu 50 nhân tố điển hình vì sự nghiệp giáo dục đào tạo Việt Nam.